xin kính chào quý vị thưa quý vị chợ đêm ở việt nam mắc bệnh nhạt dòng tít đáng chú ý trên báo thanh niên nói về chợ đêm tại một số điểm du lịch nổi tiếng ở việt nam tác giả lấy ví dụ như ở đà lạt từ đầu cho tới cuối chợ thì các quầy hàng quần áo giày dép túi sách gần như là bán đồ giống hệt nhau và đều có xuất xứ từ trung quốc chưa kể các hộ kinh doanh xả rác bừa bãi mất vệ sinh trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ đêm Bến Thành cũng chủ yếu là bán quần áo, giày dép, trang sức, cả hàng fake và hàng kém chất lượng. À, đại diện Sở Du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh lý giải là do người bán vẫn đang nghĩ họ đang mưu sinh, chưa có khái niệm là đang làm du lịch, không có sáng tạo ý tưởng trong cách bán hàng. Trái lại khi mà so sánh với chợ đêm ở nhiều quốc gia khác như là Thái Lan hay Hàn Quốc, bài viết nhấn mạnh chợ đêm thì phải vui, khách đến không chỉ mua sắm, ăn uống mà phải cảm thấy được thư giãn và được trải nghiệm bằng nhiều giác quan ví dụ như là cũng là một quầy hàng nước dừa hay nước cam nhưng tiểu thương ở nước ngoài họ sẽ nghĩ ra cách chặt bổ hoặc là xếp vỏ trái cây độc đáo nhằm thu hút và kích thích trí tò mò của du khách